Kế tiếp, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đặc biệt trong ngày với Nguyễn Văn Khanh. Xin chào anh Khanh. Từ trung tâm báo chí và trong không khí tưng bừng của Olympic London 2012, một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh. Xin được gửi lời chào đến Đỗ Hồng và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Câu chuyện đầu tiên của London vẫn là cái câu chuyện của thời tiết. Có lẽ là qua những hình ảnh mà chúng tôi gửi về trong buổi sáng ngày hôm nay, thì anh Đỗ Hồng cũng như là quý vị khán thính giả của SBTN cũng thấy là thời tiết ở London ngày hôm nay là một ngày của sương mù. Ngày hôm nay là một ngày của trời mưa và ngày hôm nay là một ngày không có ánh nắng mặt trời. Đó cũng là một trong những cái điều mà mọi người dân London đều nói đến. Họ bảo rằng là tuần trước may mắn là trong buổi lễ khai mạc có một trận mưa nhỏ, nhưng mà cuối cùng thì là chúng ta nhìn thấy ánh nắng chan hòa trên thành phố London. Nhưng mà kể từ hôm đó cho đến ngày hôm nay, phải thú thật với anh Đỗ Hồng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, vẫn chưa thấy ánh sáng mặt trời. Và đó chính là cái điểm mà mọi người đang lo ngại. Họ lo ngại là bởi vì nhiều lý do. Một trong những cái điểm mà ai cũng bảo là ở sân vận động cũng có người, thời tiết không đẹp, thời tiết như thế này thì tôi tin chắc chắn là mọi người cũng sẽ ở nhà xem TV, chứ cũng không ai muốn che dù, mặc áo mưa để mà đến sân vận động. Đó là những gì mà chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị khán thính giả để mở đầu câu chuyện thể thao trong ngày hôm nay. Và xin được trở lại Washington DC với anh Đỗ Hồng. Thưa anh Khanh, xin anh cho biết cái nhìn chung của anh về kết quả của các phái đoàn tham dự giải Olympic London. Câu hỏi anh Đỗ Hồng đặt ra đó là một cái câu hỏi thật là hay. Phải thú thật là bây giờ nếu mà chúng ta nhìn trong danh sách 10 quốc gia có nhiều huy chương nhất trong 3 ngày tranh tài vừa rồi, thì thú thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, có rất nhiều điều bất ngờ. Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn đang dẫn đầu trong cái vị thế đứng nhất và đứng nhì ở bảng xếp hạng những nước đã có huy chương. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy có nhiều quốc gia mà thú thật là ngay chính cá nhân anh em nhà báo chúng tôi có mặt ở tại London cũng phải thắc mắc. Ngay chính anh em nhà báo chúng tôi có mặt ở tại trung tâm báo chí cũng phải nói chuyện với nhau. Tôi xin đơn cử một ví dụ, Pakistan chẳng hạn, Bắc Hàn chẳng hạn, Nam Hàn chẳng hạn, Nhật Bản chẳng hạn. Và đặc biệt nhất là cái trường hợp của Pháp, người ta nghĩ rằng là Pháp sẽ là những một trong những quốc gia đứng trong danh sách 10 nước chiếm nhiều huy chương nhất. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng là hiện tại bây giờ Pháp đang đứng hạng 3, hạng 4. Và đặc biệt hơn nữa, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, mối quan tâm, điều lo âu của người dân London vẫn là cái câu chuyện đoàn vận động viên, đoàn lịch sĩ của họ. Cho đến giờ phút này, với 3 huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, cái ước mơ mà sẽ chiếm ít nhất 20 huy chương vàng của London, của Vương quốc Anh vẫn còn rất là xa vời. Người ta cũng phải nhắc lại cái câu chuyện mà cách đây chẳng bao lâu chúng tôi đã thưa cùng với quý vị khán thính giả. Thì người ta bảo rằng là sau Bắc Kinh 2008, lúc đó thì là Vương quốc Anh chiếm được 19 chiếc huy chương vàng. Người ta tin rằng là ít nhất Vương quốc Anh cũng phải chiếm được 20 chiếc huy chương vàng ngay tại sân nhà. Đến bây giờ xin phép được nhắc lại, 1 bạc, 2 đồng, không biết nói gì hơn. Và đó cũng là một cái điểm mà mọi người phải ngạc nhiên. Một lần nữa xin được trở lại studio với lại anh Đỗ Hồng ở Washington DC. Thưa anh, những huy chương mà phái đoàn Hoa Kỳ đoạt được có phải là điều mà người dân Hoa Kỳ đang mong muốn hay không? Đúng như là anh Đỗ Hồng nói, cái cuộc đua kỳ này người ta vẫn tin chắc chắn đó là cái cuộc đua giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ là Hoa Kỳ đang đứng hạng nhì, mặc dù là có 17 huy chương tương tự như là Trung Quốc. Thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, với 5 vàng, 7 bạc và 7 đồng, đoàn tuyển thủ Hoa Kỳ có thể sẽ là đoàn lịch sĩ chiếm nhiều huy chương nhất ở tại Olympic London 2012. Tuy nhiên, xin phép được nói rõ ở đây một điều. Đối với lại Olympic quốc tế thì bảng xếp hạng là bảng xếp hạng quốc gia đứng đầu bảng phải là quốc gia chiếm được nhiều huy chương vàng nhất. Cho đến bây giờ khi mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả của SBTN cũng như là thưa chuyện với anh Đỗ Hồng thì Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu. Họ có tới 9 huy chương vàng, trong khi đó thì Hoa Kỳ mới có 5 huy chương vàng mà thôi. Thành ra bởi như vậy, người ta đang lo ngại, người ta bảo rằng là không biết là liệu Hoa Kỳ có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đứng đầu bảng hay không. Với cá nhân tôi thì tôi không lo cái chuyện đó. Lý do rất là dễ hiểu. Chúng ta mới bước qua 3 ngày và hôm nay mới là ngày thứ tư của cuộc tranh tài. Một cuộc tranh tài thể thao kéo dài tới 14-15 ngày.
chúng ta vẫn còn thì giờ. Và thưa với anh Đỗ Hồng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, có lẽ là phải chờ đợi cho đến giờ phút cuối cùng thì lúc đó mới biết cái câu chuyện nó như thế nào, mới biết cái tình hình nó ra sao, mới biết là chuyện nó sẽ ngã ngũ, tức là Trung Quốc dẫn đầu hay là Hoa Kỳ dẫn đầu. Ngay giờ phút này thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn quá sớm để mà có thể trả lời câu hỏi là Trung Quốc đứng nhất hay là Hoa Kỳ đứng nhất, thưa với anh Đỗ Hồng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Mai Canh. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đỗ Hồng và cũng xin được cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa trong không khí tưng bừng của Olympic London 2012, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho SBTN.